Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật đúng tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, cuộc đời tuổi Bính dần sinh năm 1986, cầu Phật Phật độ, liên tục đón vận may trúng số, đổi đời đại gia, sung sướng như vua, giàu sang phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý vị thân mến, ai sinh ra đều mong muốn có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc, phú quý đủ đầy. Có rất nhiều người trong số chúng ta dành thời gian cả đời làm lụng, vất vả, chắt bóp từng đồng với mong muốn có được cuộc sống dư giả hơn. Cũng có những người sinh ra đã có số hưởng, cả đời không bao giờ phải làm lụng điều gì mà vẫn có tiền tiêu dùng rình, ở nhà lầu tiền tỷ, đi xe hơi sang xịn, cuộc sống vạn người mơ ước. Còn theo tử vi học, mỗi một ngày, một tháng, một năm sẽ có những con giáp may mắn được thần Phật ban phát tài lộc, may mắn hạnh phúc, cát tinh soi đường, sao tốt tỏa trần. Thầy tử vi hàng đầu phương Đông trong dự báo mới nhất chỉ rõ rằng tháng 6 âm lịch sẽ là tháng mang rất nhiều biến động. Nhưng với người tuổi Bính dần sinh năm 1986, chỉ cần nghe được mệnh trời thì vận trình như cá chép hóa rồng, bản mệnh cầu gì được nấy, vận trình một bước lên mây trong sự ngỡ ngàng của thiên hạ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý bạn mệnh luận bàn về tử vi tuổi Bính dần sinh năm 1986, đúng tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi, năm 2024, tiến chủ sẽ nhận được lộc trời trực tiếp ban xuống như thế nào, thành quả gặt hái được những gì, liệu rằng có thể tậu được nhà lầu, sắm xe hơi, trả hết nợ nần, đổi đời đại gia hay không. Và trong cuộc sống, tuổi Bính dần phải chuẩn bị những gì và làm những gì để tận dụng may mắn, có được cơ hội đổi đời, giàu sang, sung sướng, giành lấy những gì đáng thuộc về mình. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên, xin mời quý vị tìm hiểu tổng quan về tuổi Bính dần sinh năm 1986 và vận trình tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng 6 âm lịch năm 2024, tháng Tân Mùi, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Người tuổi Bính dần sinh năm 1986, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết thì tất sẽ thành, có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh của người tuổi Bính dần vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Trong tháng Tân Mùi, người tuổi Bính dần được dự báo vẫn phải tiếp tục chịu những thách thức từ số mệnh, khi vận khí tháng mới có phần ảm đạm, chưa thấy dấu hiệu nào thật sự tích cực. Nguyệt lệnh lâm tử, lại có cả thiên hình cản trở, con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc, các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc bị người khác ngờ vực, khiến tinh thần của bạn dễ bị lung lay. Dù có nhiều dự định trong tháng, nhưng bản mệnh chớ nên nôn nóng, mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Trong tháng 6 âm lịch này, tuổi Bính dần bị khá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền góp phần bê trễ, việc chi tiêu có phần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã thế, những chú hổ còn đã gặp phải chuyện xui xẻo bất ngờ, nên khó có thể cân đối được thu chi. Thu nhập vẫn vậy, nhưng vẫn chẳng đủ dùng,
việc kinh doanh hay đầu tư đều cần phải cẩn trọng hơn trong tháng này. Ảnh hưởng của vận khí sa sút nên chuyện tình cảm của tuổi này trong tháng 6 năm 2024 không được như ý. Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng bạn không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Tình yêu muốn bền chặt thì cần phải có lòng tin. Người có đôi hãy nói rõ những mối nghi ngờ của mình đối với đối phương để cùng nhau tháo gỡ vấn đề. Tình hình sức khỏe của tuổi Bính Dần vốn có thể duy trì ở mức độ ổn định, nhưng áp lực công việc và thời tiết nắng nóng có thể khiến bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Bản mệnh chớ để mình rơi vào trạng thái căng thẳng quá lâu, nếu có thì nên sớm tìm cách giải tỏa áp lực. Cụ thể tử vi từng phương diện. Về mặt sự nghiệp, công việc của Bính Dần tiến hành trôi chảy, hành thông trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch, một phần là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của chính bạn, một phần là nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Bản mệnh vốn là người cởi mở, làm việc có trách nhiệm, nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Vì thế, khi gặp khó khăn, quanh bạn không thiếu người chủ động giúp đỡ hoặc đưa ra các ý kiến đóng góp. Quý nhân xuất hiện cũng trao cho bạn thêm những cơ hội để khẳng định bản thân. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì cơ hội thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay. Lâm quan và dịch mã xuất hiện khuyên bạn, bạn càng chăm chỉ cần cù bao nhiêu thì công việc của bạn lại càng gặt hái được thành tích cao bấy nhiêu. Đặc biệt, bạn đừng ngại đi nhiều, làm nhiều, bởi thông qua quá trình đó, bạn sẽ tiếp thu thêm nhiều vốn kiến thức và kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho tương lai. Với những người theo học nghiệp học hành, nghiên cứu, Nguyệt Mã và Thiên Vu xuất hiện, giúp bạn luôn có đầu óc minh mẫn, sáng tạo, giúp tiếp thu ý kiến, kiến thức nhanh chóng. Về mặt tài lộc, Tam Hội giúp cho tuổi Bính Dần có nhiều cơ hội để hái ra tiền trong tháng 6 âm lịch. Quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn, buôn bán, luôn chăm chỉ cần mẫn với công việc, ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Nếu có thể, bản mệnh có thể suy nghĩ mở rộng thêm quy mô kinh doanh hoặc thêm các mặt hàng khác để thu hút đối tượng khách hàng mới. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, người làm công ăn lương có túi tiền rủng rỉnh, do tiền lương, tiền thưởng là điều hiển nhiên. Bạn có thể suy nghĩ sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, khiến đồng tiền tiếp tục sinh sôi. Dưới sự tác động của dịch mã và nguyệt mã, con giáp này sẽ phải vất vả nếu muốn kiếm được khoản tiền như ý. Tuy nhiên, vì không vướng phải rắc rối do kẻ xấu gây ra, nên bạn chỉ cần cố gắng hết sức, chứ không cần quá đề phòng xung quanh. Hãy luôn cổ vũ bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Về mặt tình cảm, gia đạo, người tuổi Bính Dần có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong thời gian này. Nhưng kết quả của những cuộc gặp gỡ này như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên quá kiêu ngạo và đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia trong tương lai. Bạn nên hiểu rằng, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo hay phù hợp 100% với mình. Vì thế, thay bằng việc tìm kiếm người tình trong mộng, bạn nên để ý những người thật lòng quan tâm đến mình. Bạn cũng không nên quá mải mê với công việc mà quên mất việc để ý tới việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Hãy bớt chút thời gian dành để quan tâm đến người này, người khác, mở rộng thêm các mối quan hệ. Tử vi tháng 6 tuổi Bính Dần âm lịch thấy rằng thái độ tích cực, chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình. Tình cảm của các cặp đôi lại còn dấu hiệu khá lạnh nhạt trong khoảng thời gian này. Chủ yếu là bạn quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc người ấy. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, có thể người ấy sẽ phải chịu tổn thương vì cho rằng tình cảm của bạn đã phai nhạt. Vì thế, dù bận rộn thế nào, hãy tranh thủ thời gian trò chuyện, nhắn tin, hỏi han đối phương. Tin rằng những hành động của bạn sẽ giúp mối quan hệ ấm lên nhanh chóng. Về mặt sức khỏe, điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe tuổi Bính Dần khá ổn định. Tuy có những việc còn hơi vất vả một chút, song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng say, đẩy lùi sự mệt mỏi. Song như vậy, không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình. Dù còn trẻ tuổi đi nữa, bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng quá gắng sức để tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, hãy thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, khiến tinh thần luôn thoải mái,
nhẹ nhõm, đẩy lùi căng thẳng. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, đúng tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới cho thấy, trong tuần này, người tuổi Bính Dần sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, bản mệnh sẽ nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, trải dài từ đầu tuần cho đến cuối tuần luôn đó. Con giáp này biết được cách để nắm bắt thời cơ ngay khi nó đến, vượt qua những sóng gió trong đầu tuần, chiến thắng những thử thách đặt ra để tiến tới thành công trên con đường tài lộc. Tuổi Bính Dần chẳng những thu nhập tăng tiến từ công việc chính của mình mà còn kiếm thêm từ nhiều nguồn thu khác nữa. Đặc biệt, càng về cuối tuần thì chuyện kinh doanh, buôn bán của con giáp này lại càng phất. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy được thêm lĩnh vực phát triển mới cho mình. Thực ra, con giáp này có thể chuyên tâm phát triển thứ mình đang theo đuổi cũng đủ để phất lên trông thấy rồi. Nhưng nếu bạn có đam mê, có tham vọng thì hoàn toàn có thể thử sức mình thêm khi đang có nguồn vốn dồi dào. Tuần mới của bản mệnh khá tốt, với những tin vui đang đến với người tuổi Bính Dần, bạn cảm thấy dễ chịu với những khoảng lặng thư thái. Điều quan trọng là bạn luôn có sự kiểm soát cần thiết với cuộc sống của mình, bao gồm cả cảm xúc lẫn vấn đề tiền bạc. Những ngày đầu tuần có vẻ rất suôn sẻ, nhưng cho tới cuối tuần, bạn sẽ phải đối mặt với tỷ kiên, gây ra những rắc rối khó khăn, nhất là những người bạn từng tin tưởng cũng có thể làm hại bạn. Trong những tình huống, họ muốn bảo vệ bản thân, âm sát chủ về âm mưu, gian trá, giảo hoạt, nhắc nhở bản mệnh không nên tin người, kẻo không bởi những người có lợi dụng lòng tin của bạn để lừa tiền, nhất là những ai bất ngờ liên lạc lại, họ đang có toan tính mà bạn nên biết đấy. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số phát tài, 89-34-21. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 6 âm lịch. Công việc của con giáp tuổi Bính Dần không được tốt khi mối quan hệ đồng nghiệp còn rắc rối và điều này gây ra những căng thẳng, rắc rối. Điều này gây ra căng thẳng không đáng có. Tuy nhiên, đừng để những điều ràng buộc này khiến cho bạn không thể tự do phát triển những cảm xúc, suy nghĩ của mình như một người trưởng thành. Điều quan trọng chính là luôn luôn giữ an toàn cho bản thân nhé. Những ngày đầu tuần tuy có nhiều trở ngại, khiến công việc khó khăn, nhưng may mắn từ giữa tuần trở đi có chính quan tương trợ, nên càng về cuối tuần, bạn càng làm việc hiệu quả hơn khi những tác động xấu đã giảm dần. Tuy nhiên, con giáp này lưu ý là tài lộc của bạn chủ yếu đến vào thời điểm cuối tuần, thế nên đừng quá sốt ruột nhé. Cái gì cũng cần phải có thời điểm, nhất là khi thu thập từ công việc chính của bạn. Tuần này khá tốt, thể hiện rằng bạn phải lập được nhiều thành tích trong cả tuần. Mà cũng giỏi ở chỗ là con giáp này có thể quản lý được tài chính của mình khá tốt. Như người khác, cuối tuần là nghỉ ngơi tiêu tiền, nhưng tuổi Bính Dần thì biết cân đối thu chi, thế nên cuối tuần chi tiêu vừa đủ thôi, còn kiếm tiền mới là chuyện chính kìa. Ai mà cũng như con giáp này thì chẳng mấy mà giàu, tiếc là cuộc đời luôn có những ẩn số riêng. Thôi thì cờ đến tay ai người ấy phất, đang được lộc trời cho, thì những bạn cầm tinh con hổ, cứ thoải mái, may túi ba gang mà đựng đi nhé. Chuyện tình cảm có dấu hiệu cho thấy, sẽ có thể diễn ra buồn tẻ, trái với những gì mà bạn đang chờ đợi trông mong đấy. Tuy nhiên, đừng quên rằng, nếu muốn có một điều gì đó giá trị xuất hiện, bạn cần phải cố gắng phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn. Nhất là trong mối quan hệ, nếu chủ động mọi việc tốt đẹp lên, bạn cần phải là người chủ động sửa sai và nhận lỗi. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số phát tài, 67-23-09. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Bính Dần báo hiệu rằng tuần này bản mệnh phải đặc biệt lưu ý trên tất cả các phương diện, nhất là tiền bạc. Cả tuần gặp xung khắc tử hình, làm gì cũng thất bát, khó khăn, không có người ngáng trở cản đường là may mắn lắm rồi, chứ chẳng dám nghĩ tới quý nhân hỗ trợ vận trình. Về công việc, người tuổi Bính Dần có tính chăm chỉ và ổn định, nhưng thiếu linh hoạt, thường chậm chân, chậm tay hơn người khác, đi sau thời đại, làm sau người ta là bạn đã mất đi cơ hội để là người tiên phong mở đường, ý kiến cũng không có gì mới mẻ, sáng tạo, nên khó bật lên vị trí cao. Về tài lộc, tiểu hao ghé đến tuy không mất nhiều, nhưng lại mất thường xuyên, nay một chút tiền mai hỏng hóc đồ đạc, nay người này vay,
mai người kia mượn. Cả tuần, ngày nào cũng phải nhìn thấy tiền đội nón ra đi, trong khi công việc thì chẳng suôn sẻ, các khoản thu cũng không tăng lên. Từ giữa tuần là tài lộc bắt đầu khởi phát, con giáp này sẽ được người khác giới thiệu việc làm, dâng tiền tới tận tay, bạn chỉ cần với ra một chút thôi là sẽ có ngay cả đống tiền xả láng tiêu xài. Nói đùa thôi, chứ tiền bạc kiếm chẳng bao giờ dễ dàng như thế, chẳng qua tuổi Bính Dần đang gặp may, nên giảm bớt bất chắc khó khăn đi thôi. Đã thế, làm việc được trả tiền, luôn bận rộn, vì thế bản mệnh cũng chẳng có nhiều thời gian để tiêu tiền đâu. May mắn là tình cảm không đến nỗi quá tệ, các mối quan hệ đều hòa thuận, nên bản mệnh cũng yên tâm, không phải căng sức đau đầu hơn nữa. Sức khỏe vững vàng, thân thể không còn dấu hiệu thất thường, nên uống trà, một tách trà vào mỗi buổi sáng để có thể minh mẫn, tỉnh táo và phòng chống ung thư. Tuần này, người tuổi Bính Dần nên dành thêm thời gian cho gia đình, cũng như cân đối việc ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc, đừng ham công việc quá mức mà cuối cùng chính mình là người chịu khổ. Không có sức khỏe thì muốn làm gì cũng khó, mà không có tình cảm thì cũng chẳng biết phấn đấu để làm gì. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Con số phát tài, 78-54-23. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Bính Dần không quá lạc quan, khi mà hung nhiều cát ít, thất sát chắn đường gây họa về công việc và sức khỏe. Điểm báo tai nạn khá rõ, nên kiến nghị bản mệnh không xuất hành đi xa, cũng không đi du lịch, không di chuyển nhiều, để bảo vệ bản thân. Người tuổi Bính Dần có tài quan sát, tinh tế, chú ý tới từng chi tiết nhỏ, lại thêm tính chăm chỉ, cần cù, làm việc hiệu quả, được lòng cấp trên. Nhưng bạn lầm lì, ít nói, không biết cách lấy lòng người khác, nên thất sát đến rất khó chống đỡ. Tiểu nhân vừa tung ra một chiều là bản mệnh đã cuống quýt chân tay rồi. Những công việc làm thêm mang tới nguồn thu nhập chính, do công việc chính không quá thuận lợi nên bạn phải tìm kiếm những công việc phụ. Điều này không xấu, cũng không làm bạn sao lãng, nhưng nhớ là nên kín đáo, tránh để cho người khác biết được thì sẽ phiền phức. Tình cảm có Bách Việt chủ về đào hoa, mối quan hệ tiến triển ổn định, hai người bên nhau không phải là nhiệt tình bốc đồng, có nhiều dung cảm nhưng bền vững, cùng nhau trải qua từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ có một điểm cần lưu ý là nên tăng tính kích thích khi yêu, đừng quá bình lặng, nhàm chán, sức khỏe không tốt, hỏa vượng trong ngày hè, dễ bị viêm họng, cảm sốt, ảnh hưởng tới thân thể. Do mệt mỏi và có những triệu chứng tiêu cực của bệnh, nên bạn ăn uống kém, ngủ kém, tinh thần uể oải, ngoài điều trị bằng thuốc, thì nên uống nước lọc, nước ép trái cây và rau xanh để làm mát cơ thể từ bên trong. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Tuất, tiểu nhân, Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số phát tài, 89-45-21. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cùng với sự trưởng thành, chúng ta cũng dần thể hiện được rằng trưởng thành kỳ thực là một khoảng lặng trầm mặc sau những năm tháng sốc nổi thời niên thiếu. Trưởng thành là khi ta biết nhìn vào nội tâm của bản thân hơn là hướng ngoại, biết cách khiêm tốn và biết người biết ta. Làm việc như núi, làm người như nước, phàm là làm việc cũng cần có phong thái cao, hết tình tận lực, làm người thì học cách khiêm tốn, nhún nhường trước thành công cũng như thất bại. Nếu bạn có thể bảo trì sự khiêm tốn trong 4 trường hợp sau đây, thì nói lên rằng bạn đã trở nên thực sự trưởng thành. Khi ở đỉnh cao của thành công vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh, thông thường, đối với trưởng thành, chỉ cần một ánh mắt là có thể phân biệt được những người nên ở bên cạnh họ là chân thành hay không. Vì vậy, đối với người su nịnh và a dua, họ thường tránh né và không thể kết thâm giao. Sau khi đạt được thành công, nếu như chúng ta thực sự tin vào những lời khen ngợi dồn dập của người khác về khả năng của bản thân mình, vậy thì không lâu sau, bạn sẽ bị ràng buộc cảm giác thành tựu này, chìm sâu trong đó mà không thể tiến về phía trước. Đặc biệt nhất ở những người trưởng thành, chính là họ không thu mình trước những gian nan và thất bại, sẽ bị mây mù che khuất khi đứng ở đỉnh cao của thành công, không ngủ quên trên chiến thắng là những lời ca tụng. Họ luôn biết cách tiếp tục tiến về phía trước một cách điềm tĩnh và cẩn thận. Khi thất bại, nên bảo trì sự điềm tĩnh, học hỏi. Người trưởng thành vì sao sau khi đối mặt với thành công cũng phải điềm tĩnh, khi đối mặt với thất bại cũng phải điềm tĩnh? Dựa theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, thế giới của người trưởng thành không cho phép họ chán nản, uể oải hoặc phấn khích quá nhiều.
Khi bạn thất bại, đối với những kẻ có bụng dạ xấu, chỉ muốn hại người, họ có thể sẽ nhân cơ hội này để thêm dầu vào lửa. Người trưởng thành hiểu được, khi thất bại cần phải ngụy trang bản thân, họ trở nên điềm tĩnh, biết dùng tấm áo giáp để cách ly mọi tổn thương. Chính vì điều này, những người trưởng thành mới có thể không bị người khác thừa cơ hãm hại. Ngoài ra, đối với người trưởng thành mà nói, thất bại chỉ là một phần trong quá trình dẫn đến thành công, chứ không phải đích đến cuối cùng. Khi thất bại, chúng ta không tránh được những lúc tâm trạng xuống dốc. Lúc này, bạn có thể tìm đến những người thân yêu, có thể là những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết, hoặc là bạn cũng có thể tự tặng cho bản thân những khoảng lặng, chọn cho mình một không gian yên tĩnh, làm bạn với những cuốn sách, hòa mình và tiếng chim hót tĩnh tâm, để lắng nghe mình, hít thật sâu, để lấy lại bình tĩnh, nạp năng lượng để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Khi đối diện với những người thân trong gia đình, cần bảo trì một thái độ khiêm tốn, cung kính. Đối với mỗi người mà nói, gia đình luôn là bến đỗ bình yên, ấm áp nhất. Tình cảm gia đình này không chỉ đến từ quan hệ máu mủ và sự thân thuộc lâu dài, hơn nữa còn bắt nguồn từ tình yêu, sự cống hiến và quan tâm của mỗi thành viên trong gia đình. Rất nhiều người trong xã hội chỉ vì lo cho gia đình mà luôn tận tụy hết mình làm việc, chính là để cho cuộc sống tốt hơn. Chính vì điều này, đối với một người trưởng thành mà nói, họ sẽ thấu hiểu rất rõ những khó khăn gian khổ mà cha mẹ họ đã nếm chịu và trải qua. Bởi vậy, khi đứng trước các bậc sinh thành, họ càng không thể tùy ý tỏ ra sự nóng giận mà lại kính cẩn, ngoan ngoãn nghe lời. Bởi đối với những người trưởng thành mà nói, bách thiện hiếu vi tiên, dù ngoài xã hội họ có danh tiếng và thành công cỡ nào, nếu không thể đối xử tử tế với cha mẹ, thì tất cả cũng chỉ là phù du mà thôi. Bất kể dù bên ngoài có phong ba bão táp đến đâu, khi về nhà, bạn cần phải dọn dẹp những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn, học cách dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người thân trong nhà. Đấy cũng chính là dấu hiệu của sự trưởng thành. Đứng trước các bậc tiền bối, cần phải biết cúi mình, khiêm tốn, học hỏi. Cuộc sống trong môi trường làm việc và ở nhà là hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống gia đình thường êm ấm, nhưng cuộc sống ở nơi công sở lại vô cùng áp lực, vội vàng. Ở nơi làm việc, lợi ích của mỗi người đều có thể đụng chạm đến nhau và ai cũng không nguyện ý để cho người khác làm bản thân mình chịu thiệt. Đối mặt với những lời xu nịnh, nhất định phải đối đãi một cách có lý tính, không được hiu hiu tự đắc cho rằng mình có bản sự phi phàm. Đồng thời đứng trước các bậc tiền bối, chúng ta cần giữ thái độ luôn tôn trọng, biết ơn và khiêm tốn, lòng cảm ơn luôn ở đó mới có thể khiến cho các bậc tiền bối đi trước cảm nhận được tấm lòng thành và thiện ý của bạn. Bằng cách này, trong quá trình làm việc, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người. Bởi vậy, những người trưởng thành hành sự một cách khiêm tốn, trầm tĩnh, điều này không chỉ để cao tâm tính của bản thân mà còn để lại ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Chung quy lại, mỗi người trưởng thành đều hiểu được rằng khiêm tốn, trầm lặng chính là pháp bảo lớn nhất trong hành trình vạn dặm của cuộc sống. Dù thành công hay thất bại, dù là ở gia đình hay môi trường làm việc, chúng ta đều phải học cách bảo trì sự khiêm tốn, kính nhường. Học hỏi thất bại là mẹ thành công, khiêm tốn cũng là sự biểu hiện của trưởng thành. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.